sau khi bạn đã lập trình cho con robot rover của mình đi theo đường line rất là chính xác được rồi, bây giờ chúng ta hãy làm cho cái thử thách đó nó khó hơn thêm một chút nữa, đó là sau khi con robot nó đi rồi, làm sao để con robot đến được bãi đậu xe và tự động đi vào bãi xe. Thì trên cái bản đồ dò line mà nó đi kèm với sản phẩm, chúng ta ở đây chúng ta thấy có hai cái bãi xe, và chúng ta bây giờ chúng ta hãy nâng cấp chương trình dò line của chúng ta, làm sao khi đi đến hai cái bãi xe này thì con robot nó sẽ vào cái bãi đậu xe. Thì để biết được rằng là khi nào robot đến bãi đậu xe, chúng ta có hai cái bật ngang đen như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cảm biến dò line và chúng ta kiểm tra thêm một cái trường hợp, đó là nếu bốn mắt của cảm biến đều phát hiện ra được bật đen thì khi đó chúng ta biết rằng là robot nó đang đến được một trong hai bãi đậu xe. Và chúng ta giả sử rằng là khi chúng ta đi theo cái chiều này thì khi gặp bật ngang tức là bãi đậu xe thì chúng ta sẽ làm thao tác gì để cho con robot có thể đi vào bãi đậu xe một cách chính xác, tức là chúng ta sẽ quay một góc 90 độ. Cái việc quay một góc 90 độ này chúng ta đã từng làm ngay trong những cái bài học đầu tiên, và sau khi chúng ta quay cái góc 90 độ xong thì chúng ta sẽ tiến tới thêm một chút nữa là con robot sẽ đi vào được cái bãi đậu xe một cách chính xác. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện, chúng ta nâng cấp cái chương trình lần trước và chúng ta sẽ kiểm tra thêm cái trường hợp đặc biệt, đó là khi gặp vật ngang đen thì chúng ta sẽ làm gì. Thì chúng ta tiếp tục cái chương trình dò đường ở lần trước, và chúng ta bây giờ là chúng ta thêm một cái trường hợp chúng ta cần kiểm tra. Thì để thêm một cái trường hợp chúng ta cần kiểm tra thì rất là đơn giản, chúng ta đã dùng rất là nhiều trong các cái bài trước, đó là chúng ta tiếp tục chúng ta nhấn vào cái bánh răng cưa đây, chúng ta nhấn vào bánh răng cưa và chúng ta thêm một cái điều kiện nếu không nếu, chúng ta sẽ chèn nó vào ngay trước cái điều kiện nếu không cuối cùng. Khi đó thì chúng ta sẽ xuất hiện thêm được một cái điều kiện để chúng ta có thể kiểm tra. Và điều kiện là gì? Thì điều kiện đó là gặp vật ngang màu đen, và khi đó tức là bốn mắt đều phát hiện ra màu đen hết thì chúng ta có thể copy cái câu lệnh ở phía trên và chúng ta đổi thành là khi bốn mắt đều phát hiện màu đen. Trong trường hợp này, sau khi chúng ta đã phát hiện thì chúng ta sẽ cho robot quay qua bên trái, chưa? Chúng ta sẽ cho robot quay bên trái, và để cho robot quay được một góc 90 độ thì chúng ta sẽ cần cái khối lệnh, đó là quay và trong khoảng thời gian bao nhiêu nữa, thì chúng ta sẽ kéo cái khối lệnh mà chúng ta cũng rất quen thuộc vào rồi, và chúng ta sẽ cho robot quay trái. Để có thể chính xác thì chúng ta sẽ quay với tốc độ chậm, và thời gian sẽ là khoảng 0.4 hoặc 0.5 tùy mỗi con robot, hoặc là tùy dung lượng pin còn lại. Thì ở đây chúng ta sẽ thử nghiệm với cái giá trị là 0.4, nếu chúng ta thấy rằng nó chưa chính xác chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại. Sau khi chúng ta đã quay xong thì chúng ta cần phải làm một cái việc nữa, đó là chúng ta sẽ di chuyển tới thêm một chút và chúng ta có hoàn toàn có thể copy cái khối lệnh ra, và chúng ta sẽ cho robot đi tới trong vòng ví dụ là 0.5 giây đó. Và chúng ta sẽ thấy, và chúng ta sẽ chạy thử chương trình xem con robot nó di chuyển như thế nào nhé. Rồi, nó rất là kỳ lạ, con robot đã quay sang và di chuyển vào góc như thế này rất là chính xác rồi, nhưng mà con robot nó lại chạy tới chạy lui. Là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái chương trình của chúng ta có gì đặc biệt. Thì chúng ta thấy rằng là sau khi con robot, chúng ta thấy rằng là con robot sau khi nó quay trái rồi nó sẽ đi tới, thì nó lại tiếp tục một cái vòng xử lý mới. Và khi nó tiếp tục một cái vòng xử lý mới, nó sẽ kiểm tra được rằng là thấy con robot nó đã bị thoát ra khỏi cái vạch đen, là cái trường hợp mà nó thấy có một cái trường hợp là bốn mắt đều phát hiện ra vạch trắng hết, và chúng ta cho robot lùi lại. Đó chính là cái
kỹ thuật mà trong cái phần thực hành trước chúng ta đã làm để đảm bảo con robot chúng ta không thoát ra khỏi cái vật này, không thoát ra khỏi cái bản đồ này. Như vậy chúng ta cần phải có một cách là sau khi chúng ta đã vào bãi đồ xe rồi, chúng ta sẽ không cho robot làm gì nữa, không xử lý thêm nữa và chúng ta dừng chương trình. Thì để làm được chuyện đó thì chúng ta có thể vào cái khối lệnh là vòng lặp. Bởi vì tất cả các thao tác xử lý của chúng ta nó nằm ở trong cái vòng lặp là lặp lại mãi. Nó sẽ lặp lại suốt đời cho đến khi nào chúng ta tắt điện cái con robot. Bây giờ chúng ta muốn rằng là sau khi vào bãi đậu xe rồi thì dừng cái vòng lặp lặp lại mãi đó và con robot đừng chạy nữa và chương trình kết thúc. Thì chúng ta sẽ có một cái khối lệnh rất là đặc biệt ở phía cuối của cái vòng lặp. Đó chính là cái khối lệnh thoát. Thì chúng ta sẽ thêm một cái khối lệnh ở phía cuối của cái quá trình chúng ta xử lý khi phát hiện ra vật đen ngang và đi vào bãi đậu xe. Sau khi chúng ta đã đi vào bãi đậu xe rồi thì chúng ta sẽ cho cái chương trình này nó thoát ra và chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Rồi, chúng ta sẽ thử chạy chương trình. Chúng ta thấy rằng là sau khi robot nó đi vào bãi đậu xe thì chương trình sẽ dừng lại, nhưng mà có vẻ robot chúng ta nó vẫn chưa có chính xác hoàn toàn. Cái góc quay của nó vẫn còn nhìn như thế này thì có nghĩa là góc quay của nó chưa tới đủ 90 độ, thì chúng ta có thể tăng cái thời gian lên. Ví dụ như ở đây chúng ta là 0.4 thì chúng ta thử 0.5. Ngoài ra thì khi con robot gặp cái vật ngang đen chuẩn bị vào bãi đậu xe, chúng ta thấy rằng là con robot nó xử lý rất là nhanh. Để có thể giả lập mô phỏng thực tế hơn thì chúng ta hãy thử cho robot sau khi gặp vật đen ngang này thì con robot dừng lại một chút và sau đó quay một góc này và đi vào, thì chúng ta sẽ cảm giác nó giống thật hơn. Thì chúng ta sẽ cho tức là khi chúng ta gặp vật đen ngang thì chúng ta hãy cho robot dừng lại một chút, thì chúng ta sẽ dùng khối lệnh là dừng di chuyển, sau đó chúng ta tạm dừng trong vòng 1 giây. Đó. Để sinh động hơn nữa chúng ta có thể làm thêm một cái khối lệnh đó là phát nhạc. Chúng ta bíp một phát. Đó. Rồi chúng ta sẽ chạy thử chương trình xem nó như thế nào. Con robot của chúng ta đã vào bãi đậu xe một cách rất là hoàn chỉnh, rất là tương đối là chính xác. Bạn có thể điều chỉnh cho nó chính xác hơn. Ngoài ra chúng ta có thể thêm một cái cho nó sinh động, tức là sau khi vào được bãi đậu xe rồi thì robot có thể phát một cái bài nhạc thể hiện sự vui mừng. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh phát nhạc nằm trong mục âm nhạc và chúng ta sẽ phát cái bài nhạc ở cuối trước khi thoát. Và chúng ta có thể chọn một cái bài nhạc tùy ý. Ví dụ ở đây mình có thể chọn bài nhạc bất kỳ. Chúng ta thử chạy lại chương trình. Đó. Thì sau khi robot đã vào bãi đậu xe thì con robot sẽ phát một cái bài nhạc ngắn báo hiệu rằng là robot đã kết thúc hành trình của mình và vào bãi đậu xe nghỉ ngơi. Bạn hãy thử làm xem coi robot của bạn có thể làm chính xác được như vậy không nhé.